nhanh nhanh của thế giới.
Quỳnh đã biết cái giá trị của cái học bổng này rồi. Ngoài ra nếu như các bạn xuất thân từ những cái trường top đầu đó với những cái kết quả A-levels hoặc IB thì cái khả năng gần như là các bạn học sinh mà đạt học bổng A-star mà như tôi biết như trường Nguyễn Gia Thiều và những bạn sau khi học xong cái A-level của ACS High, NUS High School đó thì các bạn nó đi vào toàn những trường top